Người muốn đổi thì chuyển bên này cho nó. Giống như bên kia. Chỉ tải nhân viên và máy tính thôi. Chưa mới được hả? Đây. Mông thả. Rồi lấy ra là chỗ báo biểu. Muốn đổi thì đổi cho này. Mã nhân viên để im đi. Đúng rồi, mã nhân viên. Kệ giống mình. Em mới up lên cái bảng tiếng Hoa. Thì chuyển qua tiếng Hoa. Chuyển đâu rồi? Chuyển đâu chuyển? Đó. À, giống y chang bên kia thì em biết. Nó khác rồi. Cần gì gọi số này á? Dạ. Gặp luôn cảnh luôn. Xong rồi. Gặp ai? Số điện thoại. Ủa? Ủa? Cái đó là số gì? Không, em đi ngoài đường không có bắt máy được. À, số đó điện thoại. Số tổng đài đúng không? À, tổng đài. Bao nhiêu phần mềm hỗ trợ thì gọi về máy. Kết nối thì kết nối bình thường rồi, trả nhân viên về này. Tại dư được công cái giá trị. Không có giống á, chẳng qua em mới up lên cái bản mới cho chị thôi. Nặng dữ ta. Máy gì? Ủa cái đó mật khẩu là gì anh? Mật khẩu gì chị? Admin luôn chị. Bấm như mấy trăm công thôi. Chị mới bấm mà, phải không? Đúng rồi. Được chưa? Ba giỡn nè. Cái gì rồi, tự xử. Không bên kia không? Tự lấy trong tay. Quý. Thì cũng có vấn đề gì thì tổng đài đó. Là mày đổi tên cho tao luôn đi, thử coi. À. Mày đấy mày số 2 luôn rồi. Này, em tao hỏi này. Để cho mấy người những cái. Trả lời thêm nha. Hồi giờ sử dụng cái này chưa? Chưa. Chưa ai biết sử dụng đúng không? Cái này biết. Hay là... Bên đó em đang xài. Đang xài đúng không? Chị chị chuyển cài. Cái bàn tay của bệnh nhân á. À cái đó em chị lấy. Xong tự cái đó em. Tại vì cái này đang làm với bên các bạn anh có gì cũ. Tại vì cái bàn nhân sự nghĩ rồi em không biết là có bàn giao lại không. Có bàn giao lại thì chị tự xử. Có mặt lại nha. Cái này của camera. Chỉ là chỉ không có chỉ em cái cách mà thí dụ em nghỉ việc đi là em sẽ bàn giao cho cái người đó làm sao để đổi cái quyền sử dụng mới quyền hạn sử dụng cho cái quyền à, quyền sử dụng thì chị đăng nhập lên máy đăng nhập lên máy rồi vô cái chỗ của chị vô cái chỗ máy chị đúng rồi bấm xóa cái băng tay đi rồi lưu cho người khác vô anh chưa phải thêm mà thêm được đâu có thêm được nghỉ rồi nghĩ thì mình xóa. Chị biết tại sao em không cho chị đổi cái số thứ tự không? Tại vì ví dụ như chị xóa cái người cũ thì nó sẽ chèn vô cái số đó. Còn mà chị đổi cái số kia là nó sẽ tương tự. Còn ví dụ nó tự nhảy là mình xóa là nó xóa luôn hả? Nó đâu có chị xóa nhầm người khác. Đâu cần xóa đâu, chuyển nó về công dân nghỉ việc là được rồi. Trong đây có chuyển về công dân nghỉ việc. Chuyển lên cho máy để nhảy vô máy xong. Không, em bên kia em tự ở đây chuyển ở đây là ở đây lấy cứ lấy tiếp thôi à. Nội chứ không phải là chuyển trên máy tay hả? Chứ không phải chuyển trên này hả? Không biết cái đó. Không, cái đó em biết, cái đó em biết. Thôi mày đổi tên thử đi mạnh. Mày đổi tên cho tao cái này đi. Cái này mày phải lấy cho mấy công nhân ngủ trước. Người ta vô trước. Mày đổi lấy họ lộn xộn. Sao lộn xộn? Một đống người bên đó kìa. Công nhân ngủ người ta của ta. Sao ý là mình lấy mình đổi. Cái này chỉ đổi tên được hả? Đâu có đổi cái số hả? Sao chị? Ý là đổi tên được không? Ví dụ là ở bên đó cái mã em muốn lấy lại mà cũ của người ta. Ví dụ hả? À 380 ví dụ vậy á. Thì ở đây nó có đổi thì đổi mã không? Đổi mã mã số không? Ủa em mới hướng dẫn chị cơ mà. Cái này không có lấy, không có đổi ở đây. Mày sẽ bấm trực tiếp. Ví dụ nó là 380 mày lấy số 380 ở đó cho nó luôn. Lúc chị lấy cho máy là cái mã nhân viên á, cái mã giám công ở số 2. Sau khi chị tải về máy thì chị muốn đổi trên này thì chị chỉ cần bấm lưu. Nó sẽ sửa trên này thành tên nhân viên. Muốn đổi mã trên này thì bấm vô này sửa. Nhưng mà tốt nhất là cái mã này không nên sửa, nó giám công này. Thì lấy chỗ đó bao nhiêu thì lấy bao nhiêu thôi, sửa chi nữa. Của người nào, mã nào mà mã đó luôn. Chỉ sửa tên thôi.
chị quay là muốn dễ hơn cho chị đó. Mấy cần chứ à? À còn cái mã thẻ này là sao anh? Mã thẻ mình sửa được không? Được đúng không? Cái mã thẻ dùng để cho thẻ từ. Thẻ từ hả? Nói chung là mày không nhìn ở đây, mày chỉ nhìn mấy cái này, xong ở đây nam nữ rồi xong. Đó, mã chấm công với tên chấm công á hả? Mày chỉ coi phần trên thôi, phần dưới mày không coi. Còn tên chấm công mình đổi được không?